Hôm nay thì ở đây có hai người bạn đồng hành với cả Quang Long rất là nhiều năm rồi là nghệ sĩ ưu tú Xuân Hải và nghệ sĩ Phạm Đình Dũng. Lúc đầu thì chắc là chỉ có hai người này thôi, bởi vì là có một bà Sẩm nữa, bà thì lại đi ra Hà Thành rồi. Thế nhưng mà may quá là vừa mới chuẩn bị lên đây thì bà lại nhắn tin là tôi đã về rồi. Thế bây giờ thì xin mời bà Sẩm nữa nào. Bà Sẩm nhà tôi ơi. Xin em giữ lấy chân tôi, cứ ăn mặc không như thế cho vừa lòng anh. Thôi các bác thông cảm cho bà Sẩm nhà tôi nhé. Hôm qua em đi tình về, đời em ở mãi ở con đê đầu làng. Khăn nhung quần lính rộn ràng, áo cài phi bấm em làm khổ tôi. Nào đâu, chứ nào đâu cái yếm lụa xôi, cái dây lưng đuôi nhuộm hồi sang xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò quai, cái quần nai đen. Nói ra, chứ nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ nguyện quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh, chứ hoa chanh nở giữa vườn chanh thầy u, mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tình về, hương đồng gió đồi bay đi ít nhiều. Xin cả nhà cho vợ chồng nhà Sẩm chúng tôi một tràng pháo tay lớn nhé. Cái yếm lụa rồi nào đâu, cái yếm lụa rồi, cái dây lưng đuôi nhuộm hồi sang xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái áo tứ thân nào đâu, cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quàng, cái quần nai đen. Nói ra sợ mất lòng em. Sợ mất lòng em, nói ra sợ mất lòng em. Vàng em hãy giữ nguyện quê mùa, như hôm em đi lễ chùa. Em đi lễ chùa như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Đây là một bài Sẩm tàu điện. Quang Long có pha một chút Sẩm chợ nữa. Lời thơ của thi sĩ Nguyễn Bính thì không cần phải giới thiệu tới quý vị rồi, rất là quen thuộc. Còn bây giờ thì thôi xin phép bà Sẩm, bởi vì những cái ông Sẩm ấy. Xin cảm ơn em, một cô em gái rất là đáng yêu của anh. À,
giống như là Quang Long, Mai Tuyết Hoa, Xuân Hải vừa mới ở Ninh Bình về ngày hôm qua thôi quý vị. Quang Long với cả Giáng Son, Mai Tuyết Hoa nhiều quá rồi quen mất rồi. Sorry. Trên cái chặng đường âm nhạc của mình ấy, thì đã đi giới thiệu âm nhạc ở nhiều nơi rồi. Và Son thì cũng là một trong những người bạn đồng hành cùng với Quang Long và Mai Tuyết Hoa. Ở cả Pháp, cả Mỹ, ở khắp mọi nơi, kính thưa quý vị. Và Son ở đây thì như thế này thôi, nhưng mà khi mà giới thiệu hát sẩm thì cũng vẫn phải mặc, nói vui là áo cánh này, váy thì váy cánh màu nâu, váy bu gà để cho nó thật Việt Nam và nó đúng với cả đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta. Này nó nói về cái vừa nói về liên hoan hát sẩm ấy, thì ở đất Ninh Bình thì có bà Hà Thị Cầu là người thầy của tất cả chúng tôi ở đây ấy. Và thứ hai nữa là bà Cầu thì là một người vợ của một ông trùm sẩm ở Ninh Bình, và bà Cầu là người vợ thứ 18 của ông. Thứ 18 nói vậy thôi, bởi vì là cái nghệ thuật hát sẩm thì nó rất là nhân văn, nó gắn liền với cả những người khiếm thị ngày xưa kiếm kế sinh nhai bằng bằng hát sẩm. Thế nên là rất là giàu lòng nhân ái, gặp những cái mảnh đời cơ nhỡ mà không có nơi lương tựa thì tựa vào nhau mà sống ấy, kính thưa quý vị. Thế nên là nó rất là đặc biệt là như vậy. Nhưng mà dù sao thì các ông sẩm thì cũng vẫn rất là duyên. Quang Long thì không được duyên như cụ Tránh Trương Mậu, chồng bà Cầu là 18 người vợ. Thế nhưng mà thôi, hôm nay xin phép cái bà này để tâm sự một chút về cái sự lạc quan. Xin cảm ơn em Hoàng Giang, một người bạn đồng hành cũng rất là quen thuộc của Quang Long. Để nói về cái tâm sự của anh hát sẩm, dù cuộc sống rất là nghèo nhưng luôn tinh thần thì luôn luôn là lạc quan yêu đời. Nghệ sĩ Xuân Hải cho một cái tiếng ấy lên nào. Đố ai lên chốn trời. Dẫn anh lên khoáng. Các bác nghe nhé. Một vài cắt nàng. Mục hạ vô nhân chúng anh đây, mục hạ vô nhân nghe em nhàn xa. Lòng xuân anh mấy giạt rào dù em mặt phấn má đào. Mặt phấn má đào dù em mặt phấn má đào. Dừng anh cũng chẳng có thèm chân, mà làm gì em lấy anh cho đi trước làm gì. Đi trước làm vì em lấy anh cho đi trước làm vì. Tay thì dắt xíu, tay thì quàn vai vén tay sờ trốn em ngồi. Sờ trốn em ngồi bên tay, sờ trốn em ngồi. Em thì chẳng thấy, anh thời thở than bâng khuâng như mất lạng vàng. Như mất lạng vàng bâng khuâng, như mất lạng vàng. Cái sân cái trống, cái đàn ai mang ai ơi. Thương kẻ dở dang đường ca tay gầy, khúc đàn tương tư chẳng yêu, chẳng nể chẳng vì. Chẳng nể chẳng vì, chẳng yêu, chẳng nể chẳng vì. Cũng đành nhắm mắt bước đi cho đành một duyên, hai nợ ba tình. Nợ ba tình một duyên, hai nợ ba tình. Chữ duyên kia với chữ tình, ai mang kẻo con đi sớm về khuya, kẻo con để mua
tơ vương bên lòng đôi ta chót lĩa đèo bồng. Chót nghĩa đèo bồng đôi ta, chót nghĩa đèo bồng dấu mòn con mắt, tất lòng nhãn khai ngại ngùng những bước trông gai trần gian nhẫn nhục. Nào ai biết gì chứ cái tình là cái chi chi. Chứ cái tình là cái chi chi. Yêu nhau phải bảo đường đi lối về. Là cái chi cái tình là cái chi. Yêu nhau phải bảo đường đi lối về, đôi ta chót nặng lời thề. Chót nặng lời thề đôi ta, chót nặng lời thề. Đường xa dắt díu đi về có đôi, tới đâu người đứng ta ngồi khi đàn khi hát. Mọi người vây quanh chứ ai ơi, ăn ở cho lành chứ ai ơi, ăn ở cho lành chứ ai ơi, ăn ở cho lành. Nhị gọi là đánh cho Quang Long thay cái từ chữ hết rồi đấy, anh đánh lại cho Quang Long cái này. Đấy ạ, cái lời chào của Sẩm đấy ạ. Thôi bây giờ nhà Sẩm chúng em xin rút vào trong sân khấu đây ạ. Xin kính chào toàn thể quý vị.